FC Cù Phèo xin trân trọng kính chào quý bạn và các vị. Vâng, hôm nay FC Cù Phèo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một phần nữa của Võ Lâm Bữa Chuyện, những câu chuyện có thể nói là cực kỳ hài hước, mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn thật là thoải mái. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai thác đến gia đình nhà Hải Gióng. Vâng, sau đây sẽ là Võ Lâm Bữa Chuyện, mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Vâng, nhà Hải Gióng có dạo nấu rượu bán cho bọn sinh viên đại học để kiếm thêm thu nhập. Cơ mà thu nhập đâu thì chưa thấy, chỉ có điều mới nấu được một tuần thì ba con dở người nhà bác phóng hỏa đốt mẹ cái lò rượu. Rồi thì lửa bắt vào đường dây điện, khiến cả khu phố quay về giai đoạn tiền sử. Dạo ấy sở điện lực phấn khởi lắm, cho người xuống kiểm kê để nhà bác nôn tiền ra đền bù chi phí sửa chữa. Chỉ có dân khu phố tôi là chửi nhà Hải Gióng như chửi chó. Sau vụ ấy, Hải Gióng lại mở thêm một quán nhậu nho nhỏ cho ba chị em Như Hương với cả vợ bác ngồi bán, gọi là gỡ gạc lại tiền vốn. Kể từ ngày có ba con vú to ngập mặt ngồi đồng trước quán thì quán cũng đồng khách lên hẳn. Toàn tụi sinh viên đói hời gái như tẩm dương đói game. Thường thì mỗi khi vào quán, bọn sinh viên sẽ kêu: Như Hương ơi, đồng cho bọn anh một cân rượu, cái loại mà bố em vẫn hay bú một cốc rồi trịch bà phát đấy. Vợ bác nghe thế thì lên tiếng: Rượu thì lão vẫn bú, nhưng dạo này có tuổi rồi, đéo trịch được bà phát đâu. Đám sinh viên lại cười hề hề bảo: Thì chúng cháu có nói là trịch vợ đéo đâu. Uống đến lúc ngả ngà thì thấy chín lá ngón, Trần Nam đá Trần Triều, đi 5 bước thoái 3 bước thì đám con trời lại cả kia. À, chú Chín hả? Vẫn trịch đều đều chứ hả? Chín lá ngón xoạch xoạch, ké tai thì thào: Vẫn trịch, vẫn trịch. Được thể thấy năm hải cốt đang bước vào quán, mắt giáo giác. Năm hải cốt đến quán không phải là nhậu, mà chỉ sang để trực xem ké phim sách. Thế là đám sinh viên kia đập vai vào năm hải cốt hỏi: Thanh niên tôi qua trịch vợ mấy phát nào? Lão nào, lão nào? Năm hải cốt cảm giảm: Vâng, năm đó thì năm hải cốt đã gần 7 xịch rồi các bác ạ. Vâng, lại nói một chút về Tạ Vô Kỵ. Tạ Vô Kỵ vốn con nhà giàu, đẹp trai lại phòng độ, cứ nói là người người. Nhưng dạo ấy tuyệt nhiên lão lại ế bền vững. Nguyên nhân là bởi Tạ Vô Kỵ có nuôi một con mèo, mà mèo nhà giàu nó cũng khác thường lắm các bác ạ. Mặc dù nhà anh đầu tư hẳn cho một chỗ ỉa đáy hoành tráng, thế nhưng tuyệt nhiên mèo ta không bao giờ đếm xỉa tới. Vị trí đắc địa nhất mà con linh miêu này tác nghiệp, một là bàn thờ, hai là tủ áo nhà Tạ Vô Kỵ. Thời điểm 2006, đường phố trồng toàn hoa sữa, thành thử đến mấy tháng gần Tết thì hoa sữa tỏa hương ngào ngạt. Khốn nạn cho nhà nào ở ngay tán cây hoa sữa thì cứ gọi là địt mẹ nó tịt hết cả mũi. Nhà Vô Kỵ cũng thuộc trong số đó, cả nhà anh bị tịt mũi hẳn 3 tháng mùa hoa sữa. Đờ cờ mờ con mèo mất nếp nhà anh dạo đó cứ chui vào tủ quần áo của Tạ Vô Kỵ, bới quần áo lên rồi ị xuống đấy. Cứt mèo mà lại mèo đi kiết nữa thì nó chua, nó tởm. Cờ mà anh bị tịt mũi nền đéo biết, cứ mặc đi chơi bình thường. Lại nói anh mang cái áo mùi cứt mèo tới Gia Trang thì cả Gia Trang lại cứ tưởng là mùi nách của Đinh Bộ Lĩnh. Thành ra ông họ Đinh dạo đó cứ phải gọi là bị chửi như chó, mặc dù anh đã hết sức thành mình với Thành Nga. Rằng là: Địt cụ, các bác nói sao chứ, dạo này em bắt máy nước nóng rồi nên ngày tắm hẳn hai cữ, hồi thế đéo nào mà hơi. Tuy nhiên bọn tôi mặc kệ anh thành mình, thích phá giới bảo: Mùi đó đéo phải mùi của mày, thế là của thằng Tạ Vô Kỵ chắc. Vâng, vốn dĩ lão Tạ thì lúc nào cũng xịt nước hoa thơm nước mũi, nên đéo ai ngờ lại là lão thật.
Cũng chính vì vậy mà bao nhiêu mối tình của Tạ Vô Kỵ dạo ấy đều bị anh cho chạy mất dép cả. Các cô nghĩ anh ướp quần áo bằng hương kết mèo. Vâng, sắp Tết rồi, cũng là lúc các dị nhân nghĩ ra khối trò đặng để kiếm thêm thu nhập. Sau vụ cường lé mắc ngoặc với đám dị nhân tới chính nhà của anh múa lần ăn tiền, thì các dị nhân sau đó mới bản nhau: sao không nhân dịp Tết tổ chức đội lần của gia trang để múa kiếm tiền chơi game? Cả hội nhất trí với ý tưởng trên, và ngay lập tức một bộ lần full option được Hải Gióng liên hệ với hội người cao tuổi để thuê lại đi làm ăn. Đội múa lần có một cái đầu lần phì khói ra lỗ mũi, chả khắc bài bản đéo gì. Khói phì ra do Hoài Linh cầm đầu lần ngậm luôn điếu còn cỏ. Mỗi lần múa kiểu đéo gì tản thuốc cũng rơi ngược lại mũi anh. Anh vứt mẹ đầu lần sang để phủi. Còn Tầm Dương cầm đuôi lần cũng đéo khá hơn, mõm anh cũng một điếu cỏ phì khói. Còn lần của Gia Trang lúc nào cũng thật oai phong, đầu đuôi đều xỉ khói trắng. Cường lẽ là bông điệu đeo cái mặt nạ, cầm cái quạt chạy lăng xăng quanh cái đầu lần. Ông này vướng mặt nạ đéo hút thuốc được, nhưng được cái tay rảnh nên lão vẫn cầm điếu thuốc, thi thoảng lại vén mặt nạ ra rít một hơi. Đội lần của đám con trời cứ bùm cắc bùm diễn tập inh ỏi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng bị công an khu vực xuống dí cho cái biên bản cảnh cáo, làm các bố xanh lẻ mặt. Ngày 23 Tết năm 2006, cả đám đang ngồi chơi game thì Hải Gióng hớt hải chạy sang Gia Trang kéo bọn tôi đi đánh nhau. Đánh hai anh em nhà năm hải cốt cái tội ăn trộm. Không biết thanh niên bây giờ như thế nào, chứ hồi đó rủ đi đánh người là đám dị nhân bọn tôi đi ngay. Cơ mà phải chắc là nó yếu hơn và không phải là đầu gấu. Vâng, đầu đuôi là như thế này. Nhà Hải Gióng thầu cái hồ cá sau lưng Gia Trang. Nói là thầu cho oai, chứ thật ra là Hải Gióng ra chợ mua vài con rô phi, thả xuống rồi cắm cây bảng: hồ nuôi cá, cấm cầu trộm. Cá trong hồ nhà bác dĩ nhiên là nuôi bằng cứt, mà cứt còn không có mà đớp. Các bác thừa biết cái tính của Hải Gióng rồi đấy. Bác có làm cái cầu và miếng ván ngòi ra giữa mặt hồ, được đỡ bằng hai cây tre cắm dưới bùn. Bác khuyến khích cả Gia Trang ra đấy ỉa xuống đó để cá có cái ăn. Cá ăn cứt luôn béo và vàng hơn. Vì thế bọn tôi hễ đau ỉa là lại cố nén đi ra hồ ỉa giúp cho nhà bác. Cơ mà bác cũng khôn bỏ mẹ, vận động bọn tôi ra đó ị bậy mà chớ hề vận động ba đứa con nhà bác. Làm có dạo chúng tôi cứ phải chia nhau ngồi canh như chó xem tát ao, cốt chỉ để chờ ba chị em nhà con như cất ra đó gửi tình yêu vào nước. Cuối cùng vì nguồn khan hiếm nên bác phải đi xúc cất ở hố xí công trường gần đó. Công nhân ở đó đéo có việc, vật và vật vờ, đói ăn, cả tuần mới dặn ra được một cục. Cả khu gần trăm người, mà cả tháng bác mới lấy được có hai xô. Hải Gióng cày cú chửi: cái đi mẹ cái bọn ăn sắt ỉa ra xẻ beng. Vâng, lượng phần đó đột nhiên lại bị hao hụt nghiêm trọng. Bác rình và phát hiện ra hai anh em nhà năm hải cốt cũng xúc. Thế là bác khép hai thằng chúng vào cái tội ăn cắp. Hố xí công dĩ nhiên đéo phải của bác, nhưng vì Hải Gióng có công B5 viên bê tông chặn cái cửa phía sau, nghiễm nhiên cất đó là của nhà bác. À, tại sao lại phải chặn cửa? Vì ra cục nào chó sẽ ăn hết. Khu đó nuôi dễ cả chục con chó. Việc đầu tiên khi được thả xích là chúng sẽ lao vào cái quán miễn phí đó. Bác phải chặn cửa lại. Vâng, nếu mà chó nó biết nói thì chúng sẽ chắc chắn chửi tàm đại nhà Hải Gióng vì cái tội cướp miếng cứt của nó. Vậy là chúng tôi tụ lại đủ thập đại dị nhân đến hỏi tội hai thằng ăn cắp chứ dành. Nhà chúng cũng gần đó.
Té ra hai ông tướng đói thuốc, ăn cắp cứt, bán cho một hổ cá khác để lấy tiền đi tiêm. Vâng, chúng ta lại trở lại với Hải Gióng. Như đã nói ở những phần trước, Hải Gióng là sĩ quan về hưu, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, đặng xin một chân bảo vệ ở một ngân hàng khá hoành tráng của thành phố, thì bác bập vào võ lâm. Thành thử ra, cái giai đoạn mà bác gọi là tạm thời nghỉ ngơi dưỡng quân của bác, nó dài gần 4 năm. Hồi đó, chơi game võ lâm truyền kỳ, thì khoái nhất chính là luyện sở kin. Cứ phải nói là để mắc được một sở kin thì đứt cả tháng chứ đéo nói nhiều. Có dạo, nguyên cả gia trang luyện sở kin, các dị nhân đề ạt cho bọn lâu la chúng tôi đánh cọc gỗ, còn đám con rời lại kéo ghế ra sân ngồi hút thuốc lào chém gió. Một trong những đề tài được mọi người khai thác nhiều nhất đó là nghe Hải Gióng kể về chuyện thời bác đánh nhau bên Campuchia. Bác kể, hồi đó bác là chiến sĩ trinh sát, nên thành ra cứ phải đi đầu để dò thám tình hình, xông pha nơi tiền tuyến trước hòn tên mũi đạn để kịp thời thông báo cho đồng đội cũng như người dân Campuchia. Mặc dù bác đéo biết nói tiếng Miền và cũng sợ đạp mình bỏ mẹ. Cứ mỗi lần phát hiện địch quân là Hải Gióng lại chạy về bè bè. Bơ lảng nước, tụi khơ mê đỏ càn, chạy mau, đít mẹ chúng mày. Hoặc thấy ai chậm chân, chưa di chuyển là bác lại đá đít. Chạy mau, tổ sư chúng mày, nó mà vổ được, nó hiệp chết cụ chúng mày. Chúng tôi hỏi, thế có khi nào có người bị tụi nó hiếp không? Bác bảo là có, gặp lúc bảo vệ một làng mà dân đông quá, đéo ai chạy nhanh được. Chị nào cũng vấp, ngã sấp ngã ngửa, chạy mà như đi lùi. Có một mũ tên cay hẳn thôi không đẻ, vừa vấp vừa hồn hển. Lần trước tao đéo chạy kịp, một thằng bổ được tao. Nó lôi tạo ra sân đỉnh nó hiếp, gầm chết của nó to là to là. To hả? To cỡ nào? Bằng thế này này. Mộ dùng tay miêu tả một quả mướp đắng. Ôi giời ơi, to thế. Nó lại để nửa quả mít dưới đít tàu. Nó đóng mạnh làm tao nhấc đít lên. Gơm, gải mít nhọn là nhọn. Tàu kêu to to mà nó cũng đéo dừng. Tao đành bảo, bà khí cho mày. Xong nó làm gì nữa? Nó hiếp thôi, hết chồng mông, rồi quay mỏng mỏng, gơm, nhọc là nhọc cái tổ sư nhà nó. Rồi sao nữa? Xong rồi, nó cất buổi, nó cười nó đi. Một chị nghe kể thế, tự nhiên vấp một cú ngã xoài ra. Đéo chạy nữa hả mũ? Mụ kia hỏi, có khi em mở lại xem chúng nó có dám giở trò với em không? Tổ sư, bà mày cho mày biết tay. Vâng, biết là Hải Gióng bịa, bởi mấy thứ mất nết này chỉ có bác mới nghĩ ra được. Nhưng thôi, kể thì cũng vui. Rồi thì bác lại kể Việt Nam sang đánh Cam, Liên Hợp Quốc quỳ xuống vằn lại Việt Nam thủ quân. Bố đéo thù, Liên Hợp Quốc cấm vận, bố đéo sợ. Nửa thế giới lên án, bố cũng đéo quan tâm. Ai bảo chúng mày đánh bố trước, giết đồng bào chúng bố. Hơn 20 lần, Việt Nam vượt biên giới Campuchia, đánh sang Thái Lan, khiến vua Thái Lan sợ vỡ mật. Quân đội Việt Nam có thể nói là thiên hạ đệ nhất, chứ đéo đùa. Xe tăng thông thốc tiến vào Phnom Penh. Đúng một tuần, Khờ Mây Đỏ bỏ trốn sạch, ném lại với Việt Nam rằng, đờ cờ mờ bọn Việt Nam chúng mày đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản bọn Tàu rút lui. Lêu lêu lêu. Hải Gióng còn kể thêm, hồi đó có một ông chỉ biết chạy công nông đầu ngang, tay lái cũng khá lụa. Chạy được một tuần thì mới chịu húc vào trụ điện, mà nguyên nhân là tại cái trụ điện tự dừng lại chạy ngang qua đường, khiến bác xử lý không kịp. Ấy thế mà khi thu được một con tanh của địch,
ông này tót lên lái luôn và lại chạy ầm ầm, dí địch chạy vãi cả xít non, thế mới tải. Vâng, câu chuyện hôm nay của chúng ta đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa, tôi lại cắn rơm cắn cỏ, mong các bác hãy like, hãy chia sẻ cũng như đăng ký kênh giúp Cu Phèo để cho FC Cu Phèo mau chóng phát triển. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần chuyện tiếp theo.